Hiện tại mình đang đứng ở ngay chỗ khu vực là đường Cách Mạng 8 với lại giao với Phạm Nhân 2 á mọi người. Thì ở đây cái tên thường gọi là ngã ba ông Tạ. Thì ở đây thì đường đầu đường Phạm 2 thì tất cả mọi người ở đây mấy chục năm nay thì ai cũng biết đến cô Lai, đồng người bán xôi rất là nổi tiếng. Đặc biệt là hương vị của xôi của cô Lai là cái chất liệu, cái hương liệu đó là của miền Bắc hết nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xôi cô Lai. Trước mặt mình này đây là cô Lai á mọi người ơi. Đây là muối mè ăn chung với xôi nha mọi người. Cô cho con hỏi là ở đây cô bán lâu chưa cô? Cô bán rồi, đây là 42 năm rồi. 42 năm. Dạ. À không, bán trước là cô bán, cô ngồi tại đây thôi, còn cô bán 57 năm rồi. Dạ. Cô bán trước khác, cô bán 57 năm rồi. Xôi này là cái dạ. 42 năm. Cái hương vị của nó là cái của nó là của ngoài Bắc, ở ngoài Bắc đúng không luôn luôn con? Bắc có Nam có, tại à. Ngoài Bắc có nhiều, ngoài Bắc có nhiều. À. Nó có khác với xôi ở trong Nam sao không con? Nó thì khác cái là nhập hàng về Bắc thì người ta cho họ vừa sống và như bà nấu chín rồi. À. Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô Lai? 3 giờ rưỡi đến 8 giờ. 3 giờ rưỡi sáng hả? Trung bình là ngày bà bán hàng chục kilo mỗi cô Lai. Dạ. Sài Gòn có hàng người ta làm nữa thì cũng vậy. 3 giờ rưỡi sáng tới mấy giờ chị? 8 giờ. À, 3 giờ rưỡi sáng cho tới 8 giờ rưỡi sáng nha mọi người. Bán là bán nguyên tuần luôn hả cô? Bán hết nguyên tuần luôn. À, bán nguyên tuần luôn nha mọi người. À. Vậy thường là mấy cái người hay mà đi làm sớm là người ta hay mua lắm con. Dạ. Tại là bữa nay mình ra hơi trễ nên là xôi gần hết rồi nha mọi người. À. Chứ thường là khoảng chừng 5 tới 6 giờ sáng là rất là đông khách. Cái xôi này là cô làm là có ai chỉ hay sao không? Tự cô làm luôn. Dạ. Yeah. 23 tuổi tới giờ. Dạ. Yeah. Cô vô đây lâu chưa? Cô vô đây là 5 năm. 5 năm 5 năm.
1950 ha. Dạ. Năm 54. À 54. Dạ rồi rồi. Dạ. Ở đây cái thao soi này là mấy loại soi vậy con? 4 loại. 4 loại. Là anh thấy là soi đậu xanh nè đúng không? Đậu xanh, soi bò, soi gấc, soi đậu phộng. Soi đậu xanh, soi bò, soi gấc, soi đậu phộng. Đó đậu xanh nó hộp đây nè. Nhiêu vậy con? 10 ngàn. 10 ngàn nha mọi người, rất là rẻ. Phần nào cũng 10 ngàn hết. Dạ. Muốn ai ăn thêm? Ai ăn thêm thì tính tiền thêm. À. À gọi cái lúc mà cái khi mà cô Lai bán là lần đầu tiên là một gói soi là bao nhiêu tiền? Gói soi là 5 cắt. 5 cắt hả? Chắc con không biết, tại nghe nói 5 cắt chứ không biết tiền. Dạ, 5 cắt. À. Mà 50 mấy năm mà tới giờ là 10 đồng là cũng quá rẻ rồi. Quá rẻ. Đúng không? 5 mấy năm. Mấy giờ dậy nấu xôi con? 1 rưỡi. Dạ. Nấu cho tới 2 rưỡi là xong. Dạ. 3 rưỡi là xa đây. Dạ. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Là cô bán xong là mỗi lần bán cho khách là phải đậy lại cho nó nóng luôn cô, cho nó nóng. Nó nóng cho nó bền xây. Đúng rồi. Chứ không có để phơi, nó nguội, nó không có lan. Con nói là bán mỗi lần bán cho khách xong là phải đậy lại. Chứ là thứ nhất là cho nó nóng, thứ hai là cho hợp vệ sinh đó. Tại cũng bán ngay đường nó xe đồ đông đúc. Thường là thứ mấy là mình bán đông nhất vậy cô Lai? Đông lắm, có 7 rưỡi là đã hết rồi. À, tới 7 rưỡi là hết. À, làm cái gì? Phải không ăn muối con? Phải không ăn muối? Khách đợi nè mọi người, thấy không? Khách mua nè. Đó. Ai có giò? Rang chung đậu phộng con thấy nó nhuyễn hơn mấy cái ở miền Nam. Là muối mè này là cô Lai là xay bằng máy xay sinh tố đúng không con? Máy xay sinh tố chứ nó không có cứng như ở xôi miền Nam nè mọi người, thấy không? Cả đậu phộng luôn. À cả mè cả đậu phộng luôn. Cái này nó có khác gì của miền Nam không con? Không, miền Nam mà có khi họ cho đậu phộng không. À. Nhìn rất là đẹp nè, dễ ăn nữa. Bán tới buổi sáng rồi à, chiều có bán gì thêm không cô Lai? Chiều có bán. Dạ chiều nghỉ ngơi nha. Cô Lai nay nhiêu tuổi rồi? 78 tuổi. À 78 tuổi nhìn rất là khỏe nè mọi người, thấy không? 78 nhìn tươi ghê không? Là dậy sớm. À. Với lại là giờ mình bán rồi khách cũng quen không á cô Lai thì cũng vui vẻ, ngày nào cũng gặp thì nó tinh thần nó thoải mái nữa đúng không? Không có là không có mệt mỏi. À. Đi Mỹ về đây cũng ghé ủng hộ cô Lai luôn. Dạ. À. Cô Lai này 78 tuổi rồi nha mọi người.
mình xin nhắc lại cái địa chỉ ở đây là số 295 đường Phạm Văn Hai á. Là mọi người, nếu mà mọi người không biết thì hỏi là ngã ba ông Tạ, ngay đầu đường Phạm Văn Hai với lại Cách Mạng 8. Coi con này cũng mua 6 gói luôn nha mọi người. Đang làm đó. Chú biết soi của dì Lai đây lâu chưa? Biết đây bà lâu rồi. Dạ biết lâu rồi. Chú thấy soi làm sao? Ngon ha. Rồi giá sao chú thấy giá sao? Giá cũng bình thường thôi. Rất là rẻ đúng không? Mấy chục năm mà giờ có 10 ngàn là rất là rẻ đúng không? Rồi cảm ơn chú nha.